Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là một cái loại đá quý ngũ sắc tự nhiên, phong thủy cầu tài lộc, may mắn và thuận lợi trong cái việc mà làm ăn, chiêu tài nạp lộc, cầu sức khỏe, trừ tà, hóa giải các cái phong thủy và cái cách sử dụng của cái loại đá này như thế nào, nó mang cái ý nghĩa phong thủy như thế nào, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị trong cái nội dung của video ngày hôm nay. Thứ nhất là về cái ý nghĩa cái vật phẩm này, thì đây là những cái viên đá quý đầy màu sắc được tạo thành từ cái pha lê trắng, rồi đá thạch anh vàng, pha lê hồng, thạch anh tím, rồi đá mắt hổ và đá cẩm thạch chanh. Thì những cái viên đá quý được sử dụng như là cái linh hồn ma quỷ từ thời cổ đại, tượng trưng cho cái sự thân thiện, tình yêu và hy vọng. Đây là cái vật phẩm bắt buộc phải có trong mỗi nhà, đây là cửa hàng, công ty, bàn thờ để cầu tài lộc, sức khỏe và may mắn. Và chúng ta biết rằng là cái đá quý ngũ sắc tự nhiên là cái vật phẩm mà không thể thiếu trong mỗi gia đình, công ty hay là trên bàn thờ. Đá quý có các cái chức năng dưới đây có thể sử dụng được, là thứ nhất là đặt ở bàn thờ gia tiên, thổ địa hay là thần tài. Thứ hai là sử dụng trong lễ cúng và khai trương. Thứ ba là làm gối pha lê để ngủ ngon, sức khỏe. Và thứ tư là làm bồn ngâm chân chống nhức mỏi. Và thứ năm có tác dụng là làm bồn trang trí cây trồng cây cảnh. Và thứ sáu là chống bức xạ điện tử trong nhà. Tác dụng thứ bảy là sử dụng để nuôi cá, làm bể cá cảnh đẹp. Tác dụng thứ tám là rải quanh nhà, cửa hàng hay là công ty, cùng nhiều các cái tính năng tuyệt vời khác. Vậy thì để giải nghĩa cho các cái công dụng, cái tác dụng đó, thứ nhất là đặt ở bàn thờ thần tài, thì đá ngũ sắc phong thủy mang lại nhiều cái may mắn tài lộc, nên là có thể sử dụng để cầu tài lộc, mang một cái chén đá hoặc là hũ đá ngũ sắc phong thủy đặt ở trên bàn thờ thần tài sẽ mang lại cái may mắn tài lộc vô cùng hiệu nghiệm. Và cái ý nghĩa trong cái việc mà sử dụng các cái lễ cúng, thì sử dụng đá pha lê trong các cái lễ cúng, lễ khai trương, động thổ hay là cúng cuối năm, tân gia, nhà mới, năm mới, sử dụng đá ngũ sắc phong thủy sẽ rất tốt để trừ tà và mang lại may mắn, bình an và tài lộc. Còn nếu mà chúng ta rải quanh nhà thì nó có cái ý nghĩa là đá ngũ sắc phong thủy có thể là nó giải quanh nhà mang lại cái sự bình an, may mắn, hóa giải phong thủy cực kỳ tốt, giúp gia đình luôn may mắn, sinh khí dồi dào, trấn trạch cực mạnh. Hoặc là chúng ta cũng có thể là làm gối pha lê, thì thông thường một chiếc gối pha lê nên sử dụng khoảng 6 kg sỏi, nó thường chứa đầy sỏi thạch anh tím và có thể giúp ngủ ngon. Ngoài ra thì còn có pha lê trắng, gối pha lê làm bằng đá bột, pha lê nhẹ phù hợp để dưới gối ngủ, tránh được cái từ trường quá mạnh và khó ngủ, đặc biệt là vào mùa hè, giúp phòng ngủ và giấc ngủ ngon hơn. Còn nếu chúng ta làm bồn ngâm chân thì sử dụng sỏi pha lê để làm cái bồn ngâm chân, có thể sử dụng để chăm sóc sức khỏe, massage và rất thoải mái. Hoặc là chúng ta làm bồn trang trí cây hoa, hoặc là làm bồn trang trí cây cây trồng cũng được. Hoặc là làm bồn trang trí cây trồng, sỏi pha lê được đặt trong chậu cây có thể làm cho cây phát triển khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, và có thể tăng cường trường năng lượng tích cực của cây trồng trong chậu và không gian trong nhà, để sự giàu có trong nhà luôn đầy đủ và phước lành muôn nơi. Và nó còn có cái tác dụng là bảo vệ và chống bức xạ trang trí. Thì ở đây chúng ta thấy là có thể lắp đặt một cái hộp đựng hoặc là bao cát đẹp, nó có thể được đặt bên cạnh tivi, máy tính, lò vi sóng để ngăn bức xạ, và nó cũng có thể là tạo ra cái năng lượng từ trường trong phòng, ngăn chặn các cái từ trường khác, giúp gia đình có nhiều sức khỏe hơn. Và cũng có thể là để nuôi cá, là cái túi đá thạch anh không chỉ làm cái bể cá đẹp mà nó còn làm cho cá luôn khỏe mạnh, nước luôn sạch và giúp cá mau lớn, phong thủy tốt hơn. Thì trên đây là một số cái thông tin về đá ngũ sắc thạch anh pha lê trong phong thủy cầu tài lộc và may mắn. Thì chúng ta có thể là đặt ở bàn thờ, đặt ở lư nhang hay là mang theo bên người, đặt ở vị trí tài lộc, đặt két sắt hay là đặt bếp hay là gác cầu thang, làm lễ cúng, lễ nhập trạch, ngâm chân, trang trí hoặc là chống bức xạ, nó sẽ giúp chúng ta là mang lại cái tài lộc, cái bình an và sự hạnh phúc. Nó đã được sử dụng từ cái thời kỳ cổ đại và tượng trưng cho cái sự là thân thiện, tình yêu và hy vọng. Thì đây là cái vật phẩm mà bắt buộc phải có ở trong mỗi ngôi nhà, cửa hàng, công ty, bàn thờ để cầu tài lộc và sức khỏe may mắn. Và mong rằng với thông tin này sẽ giúp cho quý anh chị được rất nhiều trong cái việc mà lựa chọn đá phong thủy để đặt trong nhà để mang lại cái tài lộc và may mắn cho mình. Chúc quý anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.
Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.